Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi trưa ngày hôm nay lọc miền Nam ở trên kênh nó về được cái lọc ở trên Zalo, đó là cái con 89 được hai con ở trên đài Cần Thơ. Còn cặp xiên về được cái cặp 89 và 67 trên đài Cần Thơ. Chúc mừng tất cả anh chị em đã được ủng hộ trên kênh. Cảm ơn tất cả mọi người, anh chị em và tất cả các bạn đã ủng hộ ở trên Zalo. Mình luôn xin chúc cho anh chị em nhiều may mắn và tài lộc sẽ đến với anh chị em. Còn anh chị em nào mà muốn có số đẹp tham khảo cho ngày mai thì có thể liên hệ với số Zalo cầu kính VIP này ha. Còn tiếp theo mình xin dự đoán miền Nam ngày mai trên đài Tây Ninh An Giang Bình Thuận. Ở Tây Ninh mình xin dự đoán cái cặp 0440. Còn ở An Giang mình dự đoán cái cặp 5885. Còn ở Bình Thuận mình dự đoán cái cặp 2772. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Còn anh chị em nào muốn có những số đẳng cấp cho ngày mai để tham khảo thì có thể liên hệ với số Zalo cầu kính VIP này nha. Chúc anh chị em may mắn.